cuồng phát để gieo sát tai ương vô bể hại dân lành. Cơm bích duyên tơ vô nắng xa cành, xóm núi làng mai sống đời bình lặng, thì con ông lại đành lòng gieo sắc tay. Lũ lụt tràn về dân chúng thảm thương, tàn phá ruộng vườn tiến thang dày đất, giết một con sâu cứu nguy bao mầm giống tốt. Tôi đã nghĩ suy khi làm chuyện phi thường, chuyện luân tam giới đạo đời, sát nhân đền mạng lẽ trời.